Lumaman, từ vô danh thành kẻ hủy diệt Leverkusen. Từng chật vật tại Anh và Đức, tiền đạo cánh Ademola Lumaman bỗng vụt sáng khi lập hat-trick giúp Atalanta quật ngã đội bóng đang bất bại Bayern Leverkusen 3-0 ở chung kết Europa League. Lumaman chưa bao giờ cán mốc 10 bàn trong một mùa giải khi thi đấu tại Chanton, Everton, RB Leipzig, Fulham hay Leicester. Nhưng kể từ khi đến Atalanta năm 2022, tiền đạo cánh người Nigeria đều cán mốc 15 bàn ở hai mùa vừa qua. Đỉnh cao tới ở chung kết Europa League tại sân Aviva, Dublin hôm qua, khi Lumaman ghi 3 bàn giúp Atalanta đè bẹp Leverkusen, câu lạc bộ bất bại cả 51 trận từ đầu mùa, chấm dứt 11 năm thống trị Bundesliga của Bayern Munich và hướng tới cú ăn 3 lịch sử. Nhờ đó, Lumaman trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở chung kết Europa League và là cầu thủ thứ hai lập hat-trick cho câu lạc bộ Italy ở chung kết cúp châu Âu, sau Pierino Pratio ở trận Milan gặp Ajax tại cúp C1 châu Âu 1969. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.